Trong chủ đề ngày hôm nay, chương trình đang mang tới cho quý vị với sự đồng hành của một người bạn dẫn muôn kiếp của anh Thư, chuyên gia Đinh Đoàn. Chúng ta hãy cùng chào anh ấy trước nhé. Xin chào anh. Rồi, xin chào anh Thư, xin chào tất cả mọi người đang theo dõi chuyện đêm muộn. Anh Đoàn ơi, mặc dù là anh rất trưởng thành rồi, nhưng hôm nay ban biên tập lại đưa ra một chủ đề thách thức với anh. Đấy là yêu cậu bé. Và câu hỏi đầu tiên thì chúng tôi muốn mang tới một số thông tin khoa học một chút thưa quý vị. Đấy là theo các nghiên cứu đã có của các chuyên gia, bác sĩ cung cấp cho chương trình, thì hiện tại các cặp đôi của chúng ta duy trì việc yêu bằng miệng chiếm khoảng độ trên dưới 70%. Và đây không phải là một cái trường hợp nó lạ lẫm, nó ít gặp hay là nó quá là kỳ lạ trong thế giới tình dục của loài người từ xưa đến nay quý vị nhé. Nhưng mà tuy nhiên đến hôm nay thì ưu tiên cho các anh một chút, đấy là câu chuyện yêu cậu bé bằng miệng. Thì nó cũng được liệt kê vào top những điều mà đàn ông thích nhất rồi. Tôi muốn nhờ anh xác minh. Trước hết là phải nói chuyện này nó không lạ, và đến cái người như tôi cũng chẳng phải cổ hủ lạc hậu đâu. Một cái chuyện mà người vợ hay người phụ nữ mà yêu người đàn ông của mình bằng miệng ấy, hay yêu cái cậu nhỏ bằng miệng ấy mà. Vâng. Nó cũng là chuyện xưa như trái đất rồi. Dạ. Ngày xưa tôi nhớ cái bà Tú bà ấy có tập huấn training nghề nghiệp cho Thúy Kiều trước khi đi vào Lầu Xanh ấy, là chơi cho liễu chán hoa chê, cho lăn lóc đá, cho mê mẩn đời, để cho đàn ông mà liễu lăn lóc đá, tức là gọi là chung là như hòn đá thôi, không còn cựa quẩy nữa, thì chắc phải có cái món này. Nằm im mà không có thở được nữa. Không có gì là lạ đâu, bởi vì tôi lại vẫn cứ khẳng định là chúng ta làm cái gì chúng ta cứ tự đặt câu hỏi là mục đích của cái hoạt động này làm gì. Con người khác hay con vật? Con vật thì nó gài đặt sẵn cái bản năng là quan hệ tình dục để sinh đứa con, để sinh con, duy trì nòi giống. Còn con người của chúng ta thì là chúa tể muôn loài mà thông minh lắm. Ngoài cái chuyện sinh một hai đứa con còn quan trọng làm vài nghìn lần trong đời kia để vui chơi giải trí. Và vui chơi giải trí thì nghĩa là phải liên tục thay đổi đối tượng, cung cách, kiểu dáng, rồi công cụ, rồi hình thức, tư thế, rồi thời điểm, ví dụ vậy. Để gì ạ? Để nó thay đổi, nó mới. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có được cái gì mà chúng ta làm được cho người mình yêu thương thấy dễ chịu, thấy vui vẻ, thấy khoái cảm thì tốt chứ sao. Thực ra thì đúng là câu chuyện này nó không lạ. Ừ. Nhưng chắc chắn là quý vị khán giả đang theo dõi series này sẽ thấy là lần đầu tiên chúng tôi đưa nó ra một cách trực quan thế này để trò chuyện với chuyên gia đấy ạ. Câu chuyện yêu bằng miệng ở cả phụ nữ hay đàn ông, thực sự thưa quý vị, nó cũng cần rất nhiều sự hiểu biết và kỹ thuật. Chính xác rồi. Quý vị hãy cứ để ý là như thế này này. Trong những cái lớp mà tiền hôn nhân ấy, thậm chí là một số các chuyên gia về tình dục còn cầm một quả chuối để cách mô phỏng. Và sau đó thì sẽ thị phạm cho các chị em đang còn ngơ ngác trước cánh cửa hôn nhân và đời sống tình dục gia đình. Thì có rất là nhiều các bạn trẻ, các bạn gái trẻ, có thể là các bạn cũng mới bước vào đời sống tình dục hoặc thậm chí là chưa, có đặt ra câu hỏi rằng là nhưng mà miệng thì đầy răng như thế. Thế khi mà em chạm vào một cái quả nó to bằng cái từng này thì liệu là có làm cho đối phương của mình bị đau hay không? Mà câu hỏi đấy tôi nghĩ nó rất là thực tế. Đây là câu hỏi có thể là nhiều chị em không dám hỏi nhá. Nhưng nó có thực mà. Và không phải là người phụ nữ nào cũng biết cách điều tiết và cũng có thể biến cái việc là chúng ta âu yếm cậu nhỏ của người đàn ông mà mình đã lựa chọn một cách đúng đắn và làm sao để đối phương cũng cảm thấy hài lòng, yên tâm. Đúng, thật ra thì ở trên đời thì chẳng có cái gì là không phải học. Ăn còn phải học nữa, học ăn, học nói, học gói, học mở. Huống chi nhưng mà chuyện tinh tế như thế này thì chắc chắn phải học. Chúng ta chưa có những cái lớp mà như anh Thư đã từng đến, chúng ta chưa được xem. À bây giờ nhiều lắm anh. Thầy hướng dẫn. Thế nhưng mà đa số mọi người lắm theo dõi ở kênh ở đây thì chắc cũng không có điều kiện lắm để đi theo những lớp. Thì tôi cũng chỉ muốn nhắc thế này ạ. Việc đầu tiên là các anh muốn được người vợ của mình chiều chuộng, thơm cậu nhỏ hay là làm việc với cậu nhỏ, thì cậu nhỏ phải trẻ, phải đẹp, phải xinh, phải khỏe, phải thơm, phải sạch. Đúng rồi.
rồi mình có thơm thì người khác muốn ăn, cái bánh rán rán nó có thơm thì tôi bỏ vào mồm, nhớ là đây là miệng nhé. Thế cho nên là đừng để một cái cảm xúc gì đấy nó lăn tăn từ ban đầu, hãy thật sự tắm rửa ngâm nga, cũng không cần xịt nước hoa vào đấy, đôi khi cô lại buồn nôn. Cái mùi da thịt của đàn ông nó cũng có là một thứ xạ hương cũng dễ chịu, nó không phải là mùi hôi mà là mùi da thịt cũng được. Nên một cái thứ hai là hãy để cho cô được khám phá, chứ có những anh chồng rất khao khát muốn người vợ mình làm cái đó, xin lỗi nha, túm tóc cầm đầu ấn ra, và người kia thì chưa sẵn sàng, sẽ đẩy ra. Và thậm chí không ít người chúng ta nói chuyện về quan hệ bằng miệng hay là thơm cậu nhỏ bằng miệng một cách nó trơn tru như này, vì chúng ta cũng đã được tiếp xúc nhiều, chúng ta cũng nọ kia, nhưng mà trên đời nó còn đa dạng lắm. Không ít người sẽ nói chúng ta là đồ mất dạy, không còn việc hay sao mà ngồi đây mà trai xinh gái đẹp mà có học có thức mà ngồi bàn chuyện mất dạy. Người ta cho rằng cái này là cái mất dạy đấy. Thế thì cũng làm từ tốn lịch sự, làm sao người phụ nữ cảm thấy rằng cái việc đấy là cô đang muốn làm, cô cần làm, không phải vì cô mà vì cái người có cái cậu nhỏ. Vì yêu cái cây mà người ta chấp nhận yêu cái gì ạ? Cả cái cành. Đúng thế. Chứ không phải là người ta say đắm gì với cái cành của anh đâu. Đừng có nghĩ rằng là cô này có nghiện cành, mà chẳng qua là cô có muốn tác động vào cái cành, muốn làm gì là vì cả một cái cây. Vậy thì hãy trân trọng cái điều đó nè. Thực ra tôi cũng phải nói rất thực với các đấng mày râu là vẫn có vô vàn người đàn ông họ đang ngộ nhận về bản thân họ. Bởi vì họ có một cái tiềm lực nào đó về năng lực tình dục, và họ cho rằng là cái điều đấy là cái điều mà khiến cho phụ nữ chúng tôi mê đắm họ, không rời xa họ được. Nhưng không phải các anh ạ, không phải đâu. Phụ nữ chúng tôi nhá, nếu đã thực lòng yêu thương, tôn trọng, thì đôi khi nhá, cái năng lực tình dục của các anh chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Bởi vì cảm xúc và tư duy của người phụ nữ đôi lúc là có thể tự làm cho chúng tôi cảm thấy hài lòng, thỏa mãn được. Chúng tôi chỉ cần động vào người các anh ve vuốt, thầm thì ngửi mùi của người đàn ông mình yêu thôi, chúng tôi đã có cảm xúc rồi cơ mà. Phụ nữ là như thế, chứ không phải là tuyệt đối, phải là lên đỉnh thì mới là yêu. Phụ nữ chúng tôi là như vậy. Nó lại rầm rớ thế cơ anh ạ. Không rầm rớ thế nào, thế nó mới cần những cái... Muôn đời vẫn phải học, từ nghìn năm nay cũng hết bí kíp phòng the cho đến sách nọ sách kia. Từ thời Ấn Độ cổ đại cho đến Trung Hoa cổ đại có hàng mấy chục quyển khác nhau về cái chuyện này cơ mà. Tăng huyết áp là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Các triệu chứng của bệnh thường tiến triển rất âm thầm và gây ra nhiều tác hại nguy hiểm đối với sức khỏe như suy tim, tai biến mạch máu não, đột quỵ. Thanh Tâm Hoàng với thành phần hạ khô thảo, thảo huyết minh, ngư tất, đan sâm và nhiều thảo dược quý khác giúp giải nhiệt, tiêu độc, giảm huyết áp, cải thiện chứng đau đầu, mất ngủ ở bệnh nhân tim mạch và tai biến mạch máu não. Thanh Tâm Hoàng giúp giảm huyết áp và giảm các biến chứng do cao huyết áp. Sản phẩm này không phải là thuốc và không thay thế thuốc chữa bệnh. Thế nên là những người đàn ông mà chúng tôi đã không yêu nhá, thì có mạnh bằng rời, có cậu nhỏ có gọi là hoành tráng thế này thế kia cái gì đó để bảo chúng tôi là muốn yêu nó, không bao giờ có chuyện đó. Khi chúng tôi đã nâng niu, chúng tôi đã muốn, đôi khi lại thích hát lại có chú chim non nho nhỏ hót liu lo như muốn tỏ đúng không? Thì mong là các anh hãy hiểu rằng đấy là cả một cái sự tôn sùng, nâng niu, trân trọng của chúng tôi dành cho các anh, để chúng tôi muốn làm cái điều đó. Vâng. Thế nên là chúng ta hãy làm sao đưa nhau vào cái bản nhạc nó một cách dập dìu nhất có thể, chứ đừng có thô kệch như là anh Đoàn vừa nhắc tới. Bây giờ quay trở lại với chị em phụ nữ thì tôi chỉ muốn nhắc thế này thôi ạ. Bởi vì sẽ khó gạch đầu dòng rằng là chị em cần làm gì, nhưng lưu tâm đầu tiên rằng là cậu nhỏ không phải là một cái giống mía hay một củ khoai để chúng ta có thể ngoạm. Dạ. Nó rất là nhạy cảm. Phải nói rằng là trong tất cả các cái trên cơ thể người đàn ông có lẽ cái chỗ đấy là cái chỗ mà nhạy cảm nhất ấy. Mà được tác động vào đấy là dễ chịu nhất, thì chắc chắn nó sẽ không chấp nhận cái chuyện là nhai, giả vờ nhai nhai. Có những chị nhai nhai cắn cắn, nghĩ rằng chắc là cắn cái nhai nhai này thích lắm đây, không phải đâu. Đã có những người đàn ông bị bạn tình là ngoạm miếng, nó hơi bị, nhất là răng lại hơi sắc sắc đấy. Mới đi niềng nữa thì thực ra nó cũng là một cái phần khá là thú vị cho cuộc yêu của hai người thực sự yêu nhau. Tất nhiên tôi cũng phải nói một cái câu chuyện như thế này này. Không phải đối tác nào mình cũng có thể làm như thế được. Đúng rồi. Đấy là nói rất là thật. Thế thì
trong cái quan niệm tư duy tiềm thức của phụ nữ, đặc biệt là tôi cũng hiểu về các chị em ở lứa tuổi trung niên hay là nhiều hơn, thì việc yêu cậu nhỏ của chồng nó vẫn là một cái điều gì đấy mà thú thật là nó không không phải điều mà các chị thích thú. Nếu có phải làm thì đấy là do chiều chồng, hoặc là do là các chị có thông tin, có hiểu biết thì các chị cố gắng các chị làm thôi. Nhưng cái đấy việc mà cũng được mà. Nhưng việc mà chúng tôi làm và việc chúng tôi có thực sự sẵn sàng, có thực sự thích thú với điều đấy không là hai thứ khác nhau. Vâng, rồi tôi hiểu. Vâng. Dạ. Thế thì anh Đoàn ơi, làm sao để người phụ nữ có thể cảm thấy đó là một cái điều cũng hấp dẫn đối với họ đây? Vì nếu mà làm mà bị cố gắng thì tôi thấy cũng khổ thân quá. Cái ở đời người ta cứ bảo trao cái gì thì nhận cái đấy. Dạ. Có lẽ hôm nay chủ đề không đặt ra, nhưng mà đàn ông thì cứ làm gương làm mẫu, mình cứ xung phong đi đầu. Nếu như mình đã hết lòng, mình không có ngại bất cứ điều gì làm cho vợ. Kể cả cô bé, cô biết có khóc sướt mướt thì mình cũng xoa dịu cô ấy, cũng vỗ về cô đấy. Thì ở đời ăn miếng trả miếng mà. Đúng. Một lúc nào đó mình có mong đợi rằng là anh rất là thích em thơm nó một tí. Người ta đủ hiểu rằng là muốn gì, đúng không? Chứ còn cứ như ông cãnh nằm đấy, xong đòi rằng là vợ gì mà không biết làm cái nọ, vợ mà không biết làm cái kia, nã pháo của cô ấy hoặc là chỉ trích cô ấy là kém hiểu biết hay là cổ hủ lạc hậu thì thôi, đi đâu thì đi. Đúng. Hãy nhớ rằng có thể có một số anh đã có những cái trải nghiệm cái việc đó với lại những người phụ nữ ở bên ngoài, thậm chí với cả những cô gái dịch vụ. Ừ. Nhưng mà cô gái dịch vụ và vợ là hai đối tượng khác. Dạ. Cho nên là cũng đừng có rằng là cái cô A, cô B ở cái chỗ quán đấy, quán nọ nó làm như thế mà đây có cái chuyện đấy không nên làm. Thì không nên. Dạ. Thế còn thì cứ động viên. Và đặc biệt là trong quá trình làm thì ta cứ đi dò dẫm từng chút. Người phụ nữ hoàn toàn có thể hỏi rằng làm thế này thích không? Dạ. Ông kia thì hoàn toàn có thể nói là hay quá. Ôi em làm cái vừa giờ thích quá, đúng không? Thế và đặc biệt là chọn cái tư thế để mà yêu cái cậu nhỏ nó cũng không vẻ. Làm sao để người đàn ông cảm thấy vừa quan sát được cái việc đó. Đàn ông rất là thích là không phải là mình nhắm tịt mắt hay là lấy cái gối. Có những người phụ nữ là chồng nằm yên ngựa mà. À. Lấy cả cái gối chùm mặt chồng hay là lấy cái chăn chùm mặt chồng xong rồi dưới là mình hì hục mình làm. Dạ. Cũng phải đâu. Cái khoái cảm là cái mắt này. Mình nhìn thấy người con gái, người phụ nữ mình yêu đang làm cái chuyện đó ấy, nó vui lắm. Tôi vui ở đây là nó cảm động. Tôi đồng ý với anh là rõ ràng đây là một sự tương tác. Đúng rồi. Trong tình dục mà các anh cứ như một đức chúa trời, à không, tôi xin lỗi, từ này nó hơi mạo phạm, như một vị vua và coi chúng tôi như cung tần mỹ nữ. Đấy, làm đi. Thì không có một cô gái nào, một người phụ nữ nào muốn cả. Cho dù là người ta có cởi mở, có hiện đại, có thế nào đi chăng nữa thì họ cũng không vui đâu. Nếu họ có làm thì họ cũng sẽ chỉ làm đôi lần để chiều và thử xem gọi là cái sự lại quả của các anh thế nào. Hay quá, tự lại quả. Đúng quá, không ạ? Thế còn về cơ bản thì chúng ta đôi bên đều phải biết đưa nhau đến những đỉnh cao của niềm vui và cảm xúc. Nữa là thú thật với anh Đoàn là trẻ thì con gái còn gọi là như anh có mô tả trong một đôi lần là còn hào hứng hùng hục. Chứ còn đến như tôi là bắt đầu ngồi nhìn, ngồi quan sát, ngồi ngắm, ngồi nghĩ. Nên nếu không thực sự vui, chúng tôi cũng sẽ không muốn làm. Chúng tôi còn có quá nhiều những cái yếu tố khác để mà phải bận tâm. Thay vì việc là yêu đương, tình dục ra sao, rồi đối xử với cậu nhỏ như thế nào. Để bảo là những người phụ nữ hàng ngày còn bao nhiêu trách nhiệm, rồi họ tìm hiểu thông tin về chiều chuộng cậu nhỏ thế nào, làm sao để cho các anh vui, rồi ta còn trăm việc để làm rồi. Đâu có phải lúc nào chỉ có mỗi trò đấy. Đúng thế. Thế thì anh hãy cho chúng tôi, bao gồm cả anh Thư, lời khuyên về việc là làm thế nào để chúng tôi cũng có thể là luôn luôn dùng cái sự dịu dàng nhất của mình, cái sự tập trung nhất của mình đối với không chỉ các anh đâu mà với cả cậu nhỏ, để mỗi cuộc yêu thì vì nó là một phần, một công đoạn yêu mà, thì nó cũng sẽ không trượt cái cảm xúc ra khỏi một phút giây nào hết.
Việc đầu tiên thì phải phá bỏ cái định kiến ở trong đầu rằng trò là trò mất dạy bẩn thỉu nhố nhăng. Dạ. Và hãy coi nó là một hình thức quan hệ vợ chồng, là một cách để mang lại cho nhau niềm vui. Dạ. Đã không ít những trường hợp những người phụ nữ khi trong những hoàn cảnh đặc biệt, ví dụ mang thai chừa đẻ, hoặc là vì lý do này lý do khác mà phải kiêng làm cái chuyện kia, thì hoàn toàn chiều chồng bằng cái việc yêu cậu nhỏ bằng miệng đấy, thì phải nhớ rằng là bỏ được cái đấy là tôi nghĩ là đã bỏ được 40% những cái thứ khác rồi. Bởi vì con người, người ta cái định kiến nó là cái rào cản lớn nhất khiến người ta làm cái này hoặc không làm cái kia. Các vàng không làm chỉ vì nghĩ rằng nó thế nào, cho rằng nó thế kia. Cho nên việc đầu tiên thì cởi bỏ, đừng có nghĩ cái này là phương Tây hay là cái bọn trẻ nhố nhăng, rồi mình già rồi thì phải mực thước. Không có cái đoạn quan hệ tình dục mực thước là cái quan hệ nào cả. Chỉ có hiệu quả hay không hiệu quả, mang lại vui hay không vui, chứ không có cái mực thước. Đúng không ạ? Đấy là cái thứ nhất. Cái việc thứ hai là không ai nâng cao tay nghề hay giỏi ngay từ những ngày đầu. Cho nên là có thể những lần đầu vụng dại, vụng dề, mình cứ phát tâm ra. Em muốn thử, em muốn làm cái này, rồi vân vân. Thế rồi bằng cái việc lơn vơn từ vòng ngoài đi, mình thơm cậu nhỏ, mình cũng khen nó một tí, sạch sẽ thơm tho rồi to nhỏ cứng đầu gì đấy, đại khái là mình hãy tập làm quen chơi với nó. Mình tưởng tượng nó như là một món đồ chơi. Món đồ chơi, đừng có nghĩ cái gì đấy nó ghê khổ. Việc thứ ba thì tôi nghĩ rằng cứ thăm dò, làm cái gì cũng thế. Mình giống như người lội nước đi qua suối, bao giờ cũng vậy, bước được một chân vào một hòn đá rồi thấy nó không thụt, mình lại bước tiếp. Mình cứ làm thế này, thế xong rồi thấy lão ấy im, lão ấy thích, thậm chí lại còn khen, thằng vân vân, lờ đờ lim dim gì đấy chẳng hạn, thấy trúng rồi. Thế thì sau thì mình cứ mỗi lần nâng cao, đừng có hy vọng là mới vào nghề mà đã lại rời nghề, đúng không? Vâng. Mà cái nghề này tôi nói vui là nghề yêu vợ yêu chồng, chứ đừng có ai nghĩ rằng là sao lại nói đến nghề, đúng không? Thế với một điều nữa là chúng ta đừng có say mê hết mình. Nói chứ tình yêu chính là trao đi đổi lại. Có những người chồng đôi khi cứ nghiễm nhiên là cái chuyện vợ làm cái đó cho mình là phải thế. Là vợ mà không làm cái đó cho chồng thì còn làm cái gì? Ví dụ như thế. Thế nhưng mà cũng có lúc mình cũng không phải mặc cả rằng là em làm cho anh mấy lần rồi, hôm nay anh làm cho em nhá. Nghe có vẻ như là ấy, nhưng mà chúng ta cũng có quyền đòi hỏi. Chúng ta cũng có những cái khát khao gợi ý. Dạ. Để lấy lại quả đấy. Cảm ơn những phân tích của anh, những điểm nhấn mạnh của anh. Thú thực là cái điều này cho dù là có tế nhị như thế nào đi chăng nữa, tức là có nói ra tế nhị thế nào đi chăng nữa, thì về cơ bản chúng ta cũng đều thấy rằng nó là một việc vô cùng cá nhân của từng người. Tôi cũng không thể bảo rằng là tôi thì như thế này, thế còn chị thì như thế kia, thì cái nào nó hơn, cái nào nó hay hơn. Rất khó để mà so sánh. Và mỗi một cặp đôi thì sẽ đều có những cái lý thuyết và những cái thỏa thuận ngầm của họ với nhau. Miễn sao là khi bước vào cuộc yêu và cùng nhau bước qua cuộc yêu ấy, cả hai đều cảm thấy hài lòng, mãn nguyện, như thế là đủ. Còn cũng không có một cái tiêu chí nào về giờ phút bao nhiêu lâu thì là hợp lý. Không có tiêu chí rằng là thì tốc độ thế này thế kia thì là sẽ khiến cho anh ấy tuyệt đối hóa ra sao. Đó là cảm nhận, đó là linh cảm của mỗi người dành cho đối phương của riêng mình. Cảm ơn anh Đoàn đã cùng với anh Thư giải đáp những câu hỏi mà tôi cho là đúng là không dễ dàng chút nào. Tôi đưa ra câu hỏi tôi cũng thấy khó. Nhưng tuy nhiên thì nó là một phần cần thiết của chuyện ấy mà. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo.